Kính chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn xem cách làm bánh phù lăng nha. Thì nguyên liệu mà để mình làm món bánh phù lăng á, là mình có trứng gà này các bạn. Như nếu ai ăn nhiều thì người ta sử dụng nhiều, còn đây mình làm một cái bánh phù lăng á, mình đổ vào trong cái đây là cái khuôn của nó, để một lát nữa mình đổ một cái bánh phù lăng ở trong này thôi các bạn. Cho nên là mình có sử dụng ở đây là 3 quả trứng gà. Và một lát nữa mình sẽ lấy 2 quả thì mình lấy hết, còn một quả là mình lấy có lòng đỏ thôi, còn mình bớt đi một cái lòng trắng nha. Và một cái món mà nguyên liệu chính để làm món bánh phù lăng này nữa là ở đây là có sữa tươi không đường này các bạn. Đây là một hộp sữa tươi không đường, nhưng một lát mình chỉ sử dụng khoảng 250ml thôi. Và ở đây là mình có đường cát, mình đã chia ra đây là hai cái chén nhỏ. Một chén là 25g. Thì một chén là để mình cho vô với lại sữa, còn một chén thì để mình làm cái caramel á, để cho nó có cái màu vàng đẹp á. Và nguyên liệu của mình để làm nữa là mình có một lát một miếng chanh nhỏ nhỏ như vậy này các bạn. Một lát nữa mình vắt ra mình sử dụng vài giọt nhé. Và mình có một ống hương vani. Đầu tiên mình thắng caramel đó các bạn. Mình lấy một cái chảo mà mình chưa bật lửa nè. Mình cho 25g đường vô trong cái chảo. Và mình cho vô đây khoảng cỡ 2 muỗng canh nước nha các bạn. Và mình cho vô đây một ít nước chanh nè. Mình nặn mình lấy khoảng vài giọt thôi. Mình bật bếp lên để mình nấu. Mình cho lửa vừa vừa thôi các bạn. Nhỏ nhỏ thôi nha. Đó mình chỉnh nè. Trong khi mình nấu caramel đó các bạn, là mình đừng có cho đũa hoặc muỗng vô. Mình chỉ cần cầm cái quai của nó, mình lắc tới lắc lui về này cho nó khỏi bị cháy thôi nha. Và mình cứ để trên bếp mình nấu lửa nhỏ nhỏ lửa thôi, cho tới khi nào mà cái nước đường của mình nó chuyển qua cái màu cánh gián á. Cái caramel của mình nó gần được rồi này các bạn nè. Rồi bây giờ là mình tắt bếp đi, rồi mình để cho nó nguội xíu xíu ha. Nguội một xíu rồi mình cho thêm một xíu nước vô nữa nha, vì nó hơi đặc đó các bạn. Nó bắn này, cho nhẹ nhẹ thôi. Rồi và mình lại bật lửa lên để mình nấu cho nó chảy ra nha. Rồi và khi mà nó đã chạy ra như vậy rồi này các bạn, nó có cái màu như vậy là được rồi nè. Là mình tắt bếp ha. Rồi mình đã chuẩn bị cái khay để mình đổ bánh các bạn. Thì mình đổ nó vô cái khay này nhé. Mình đổ hết. Rồi. Và mình sẽ cứ để vậy để cho nó đông lại các bạn. Bây giờ mình đập trứng gà ra tô nha. Hai cái là mình lấy nguyên hai cái trứng này, còn riêng cái thứ ba này thì mình không lấy lòng trắng các bạn, cho nên mình sẽ cho cái lòng trắng nó qua bên cái chén nhỏ, mình chỉ lấy có cái lòng đỏ thôi nè. Rồi mình lấy như vậy ha. Rồi mình sẽ sử dụng cái đĩa này nè các bạn, để mình đánh cho trứng nó tan ra nha. Mình đánh như là mình đánh lên để mình đúc trứng mình ăn á, chứ mình đừng có đánh quá. Mình đánh nó mạnh quá thì nó sẽ bông lên và nó nhiều cái bong bóng ha.
nó nổi bọt lên thì nó không có làm, không có tốt, làm không được. Mình lấy một cái son nhỏ và mình cho 25g đường vô. Và mình sẽ đong vô đây là 250ml sữa tươi không đường nhé. Mình dùng cái ca này để mình đong các bạn. Sữa tươi này thì mình mua ở mấy cái bách hóa xanh nhé các bạn. Mình cho vô. Và mình cũng cho vô đây một ống hương vani nữa các bạn này. Cái loại ống hương vani này nó hay bị đặc đặc đó các bạn. Thì mình dùng cái tăm để mình gỡ nó ra ha. Nếu mà nhà các bạn có cái loại mà vani nước á, làm thì nó tốt hơn mà mình không mua được. Cho nên mình sử dụng cái loại này. Rồi mình dùng cái phới á, để mình đánh cho nó sơ sơ cho đường nó tan. Mình bắc lên trên bếp này các bạn. Mình sẽ bật nhỏ lửa. Và mình sẽ không có nấu để cho sữa này sôi lên đâu các bạn. Mình chỉ nấu để cho nó ấm lên thôi và cho nó tan đường thôi nha, chứ không có nấu sôi. Mình cứ phối đều vậy để cho nó tan đường trước này các bạn. Vì nếu mà mình cho cái sữa tươi mà mình không có nấu, mình cho vô với trứng á, thì nó sẽ bị tanh, cái bánh của mình nó sẽ bị tanh, cho nên mình sẽ nấu lên, nhưng mà mình nấu ấm ấm thôi chứ mình không có nấu sôi nha. Nấu cái này cũng rất là nhanh này các bạn. Thì các bạn nấu một xíu rồi khi nào mà mình đặt tay lên mình thấy nóng là được rồi các bạn. Rồi mình tắt bếp đi. Và mình sẽ đưa qua bên này. Mình cho vô với cái tô trứng khi nãy mà mình đánh này các bạn nè. Mình cứ cho vô từ từ, từng chút một nha. Mình cho đến đâu thì mình đánh trứng đi để cho cái trứng nó đều á. Chứ mình đừng có đổ ào vô một cái. Nhiều khi mà mình đổ ào vô một cái trứng á, nó chín á. Trứng nó dễ chín lắm các bạn. Cho nên mình cứ từ từ vậy thì nó không có chín cái trứng nha. Mà nó sẽ đều. Và mình cứ tiếp tục mình cho từ từ và mình đánh cho nó tan đều cho hết cái phần sữa này nha. Sau khi mà mình đã chế hết cái phần sữa tươi vô trứng gà và mình đảo đều rồi á các bạn. Thì bây giờ là mình cho nó qua một cái rây này các bạn. Mình lọc nó qua một cái rây ha. Nó sẽ còn một số cái lòng trắng trứng mà mình khuấy nó chưa có tan á, thì mình sẽ bỏ cái phần này đi nha. Rồi và tiếp tục mình lại đưa qua mình lọc lần thứ hai này các bạn. Mình đưa qua cái rây khác mình lọc lần thứ hai. Còn miếng nào mà nó còn sót lại. Và cuối cùng á là cái lần thứ ba là mình sẽ lọc vô cái tô mà mình đã cho cái caramel nè. Khi nãy mình cho vô mà bây giờ nó đông cứng đây nè các bạn. Mình sẽ lọc qua cái rây này nha. Cái rây này là cái rây mịn nhất nè. Mình lọc từ từ. Mình lọc nó nhiều lần như vậy thì cái bánh của mình nó sẽ mịn ha. Rồi và cuối cùng là mình thu được cái phần ở bên này này các bạn. Okay. Cái bong bóng này là mình làm cho nó bể đi nha. Mình lược rồi mình vớt những cái bong bóng rồi thì bây giờ mình đậy nắp lại nè các bạn.
Và ở bên này của mình á, là mình có một cái nồi nước mình đã nấu sôi lên này các bạn. Khi nãy thì nó sôi nhiều lắm nhưng mà mình cho lửa nhỏ rồi các bạn. Vì mình hấp bánh phù lăng á, mình không có hấp lửa lớn nha, mình hấp lửa nhỏ thôi. Và mình đặt cái hộp bánh của mình lên. Và mình cứ hấp lửa nhỏ nhỏ như vậy, khoảng từ 25 cho tới 30 phút thì bánh chín nè. Bánh phở lăng của mình á, mình hấp được 20 phút rồi á, thì mình mở nắp ra các bạn, để cho cái hơi nước á, nó thoát ra bớt nha. Rồi mình lại đậy lại. Mình sẽ làm như vậy thêm một lần nữa, cho tới lúc mà nó chín là mình mở ra, nắp ra như vậy thêm một lần nữa nha. Nồi bánh phở lăng của mình đã hấp được khoảng 30 phút rồi nè các bạn. Khi mình mở ra mình thấy cái nước đó, nó sôi rất là nhẹ nha. Và bây giờ mình mở thử cái nắp của nó ra này cho các bạn cùng xem này. Đây, các bạn thấy không này, bánh nó mịn chưa này. Bây giờ mình thử để xem bánh của mình nó đã chín chưa, thì mình lấy một cái cây tăm này các bạn. Rồi mình cắm nó vô ha. Mình cắm nó vô rồi mà nếu mà mình quẹt lên đây này, nếu mà mình thấy nó ướt á, nó có màu vàng là nó ướt, mà nó như vậy là nó khô, tức là bánh chín rồi các bạn. Thì mình sẽ tắt bếp nha. Nãy giờ mình vẫn nấu lửa nhỏ nè, bây giờ tắt bếp. Rồi mình cứ để bánh của mình ở trong cái nồi khoảng nửa giờ sau rồi mình mang ra nha. Mình vẫn đậy nắp lại để nó kỹ hơn á, nó kỹ nhưng mà nó không bị rỗ nha. Bánh lăng của mình nó đã nguội rồi các bạn. Thì mình dùng cái dao á, để mình lắp nó ra như vậy nè các bạn. Mình lia đi một đường, mà mình lia ngược cái sống dao nó lên trên nè. Mình lia cho nó xuống phía dưới xíu nha. Tại vì cái đáy của nó nhỏ hơn đó các bạn. Rồi. Sau khi mà mình đã lia hết rồi thì mình cho cái dĩa nó vô này các bạn. Rồi mình ụp thật nhanh nha. Wow, bánh của mình này các bạn nè. Tại vì mình lia cái chỗ này nó đụng vô nó hơi bị ấy này. Cuối cùng là mình đã có được một cái bánh phở lăng để ăn. Rất là ngon luôn đó các bạn. Và cái màu đường á, mình làm nó cũng đẹp. Khi nãy mình lia thì nó hơi bị vướng vướng vô đây xíu này. Nhưng mà không sao, mình ăn ngon là được rồi. Chúc các bạn cũng làm được thành công nha. Mến chào các bạn.